Đi lùi mà đi ngược chiều ở trên cái con đường quốc lộ, xe cộ thì đi phóng vun vụt. Ngoài tự đẩy xe này và đi được tập đi trên cái này thì bạn ấy còn làm được cái gì khác không chị? Em thích cái này hả? Chị có dịch được không? Này là muốn đi theo đoàn rồi nhưng mà bây giờ làm sao mà đi được? Em thích đồng hồ đúng không? Thì để anh xem. Các bạn thân mến, hiện nay tôi đang có mặt tại một con đường quốc lộ nối Bắc Cạn với Cao Bằng. Và tôi lại phải dừng xe lại bởi vì tôi không hiểu sao lại có một người đi xe đẩy ở phía chiều, ngược chiều và cứ dừng xe ở giữa đường này. Thực sự là rất nguy hiểm bởi vì là có rất nhiều xe cộ đi lại ở đây. Tôi nghĩ rằng là anh chàng này cần cái sự giúp đỡ gì đó. Bây giờ thì để xem nào. Khi vừa mới ra khỏi Bắc Cạn thôi, tức là còn chưa tới Cao Bằng ở cái con đường này, thì như này là rất là nguy hiểm nhá. Tôi đã đi xe vượt qua rồi nhưng tôi phải dừng xe lại và lên đây để giúp đỡ bạn này. Em, chào em. Em có biết là dừng xe ở đây là nguy hiểm không? Đúng không? Thì bây giờ nhà em ở đâu? Thôi để anh giúp nhá. Đây. Em, sao đi một mình à? Không có ai ấy à? Thì anh thấy em đẩy xe ngược ấy, cũng nguy hiểm nhờ. Đâu nhà em đâu? Đây à? À, em tên là gì? Hả? À, em nói cũng không sõi, em cũng không biết được. Chào chị nha. Nhưng bình thường thì làm sao mà em lên được dốc như này? Cũng ấy nhở, đi bằng chân á. Bởi vì là tôi rất là tò mò ấy. Đây, bây giờ để xem nào. Để làm sao em lên được trên này? Em đi như nào? Em đi như nào? Có em tự đi xem nào. À, đi lùi à? Đấy, bởi vì vừa rồi là tôi thấy em ấy cứ đi lùi ở trên đường ấy. Thực sự các bạn là cái này là tôi muốn biết em ấy đi như nào thôi, chứ mình giúp thì dễ. À, rồi em cứ thử đi đi. Giờ chân là phải làm phanh đúng không? Ui, rồi rồi, anh hiểu rồi, anh hiểu cách đi của em rồi. Thả nào là đấy. Thả nào là thấy cứ đi lùi. Đó, rồi. Ok. Ngồi đây uống nước à? Ok. Được rồi, để anh đấy. Đi lùi mà đi ngược chiều ở trên cái con đường quốc lộ, xe cộ thì đi phóng vun vụt. Đó, mình thấy. Chào chị nhá. Chị ở đây là đây, con cả đấy. À, con cả à? Thế mà trông chị cũng trẻ nhờ. Thế em ý tên là gì? Thành à? Thành bao nhiêu tuổi ạ? Thành hai mấy rồi. Ồ, hai mấy à? Thế chị bao nhiêu? Chị bốn mấy. À, thế mà trông chị trẻ lắm ấy. Trông chị như kiểu chưa đến 40 ấy. Ôi giời. Các cháu đi đâu về? Bắt tay à? Suốt ngày nó đi chơi thế. Thế à, cứ tự đi chơi. Nó ở nhà buồn ấy, nó cứ tự đi chơi. Nhưng mà nguy hiểm nhờ. Ừ. Thế là em là hai mấy tuổi? 94 à? 94 là khoảng bao nhiêu? Hai mấy nhỉ? 94, 3 năm nữa thôi. 27 à? 27, 28? 27, 26, 27 rồi. 27 tuổi rồi. Đi đâu về? Chồng đi đâu về? Mà bọn em đi ấy. Ngồi đây hả? Ok. Thế chị có mấy người con? Có hai anh em. Ờ. Thằng này.
Thành với cả một em bé kia. Không, bố nó cái em kia là cháu rồi. À cháu á? Cháu rồi. À. Thế là Thành bị này là bẩm sinh hay là như nào? Đâu, đang ôn thi đại học là bị tai nạn đấy. Đang ôn thi đại học bị tai nạn. Tai nạn xe máy á hay như nào? Hay là tai nạn gì? Đi xe ngã. À đi xe ngã. Đâm đầu vào bê tông đi. Tức là mới học xong cấp 3 là đã bị tai nạn như thế rồi. Còn chưa học xong cấp 3 chưa thi đăng thử ra sơ thi đấy. Đang học cấp 3 chưa kịp thi đại học. Thì em thích cái này hả? Thích. Thích nhưng mà thôi để anh xem là có cái gì tặng em được nhỉ? À, bởi vì nếu mà đang học cấp 3 bị tai nạn đầu đập vào bê tông. Ôi giời, chết lâm sàng mấy tháng. Ô, chết rồi. Chết chứ. Lâm sàng mấy tháng. Ừ. Thế thì cũng ấy nhờ, thì kiểu khi mà nhận thức được rồi ấy, xong bị như thế. Nhưng mà sau khi mà em mới tỉnh lại thì em mới vẫn nhớ lại hết các thứ chứ đúng không? Vẫn nhiều lâu mình nhớ mấy. Vâng, bây giờ con đã nhớ chưa? Bây giờ nhớ hết rồi. Biết hết mọi thứ rồi. Cái này không được, để anh tặng cái khác. Đấy, để anh tặng cái khác. Tặng cái gì nhỉ? Thì để anh xem có cái gì nhá. Ôi. Kẹo nhá. Không, khôn thế. Cái này cái này. Hẹp cháu đi đâu? Bọn cháu đi Cao Bằng, đi Cao Bằng chơi. Đó, thì đi qua thì thấy cậu cứ đi ở cái làn ngược chiều ấy, cứ đi lùi lùi này. Thế là đi mà không là... đi được đâu. Tiến lại chỉ bằng ngón tay nó không đi được, con người này nó không đi được. Bên này là không đi cho nó tập cái khung sắt đi này. Đấy, đi tập cho anh xem. À đi anh xem nào. Nào. Đi khung sắt. À đây mọi người đã chế ra một cái dụng cụ giống như cái xà mình hay tập thể dục ấy. Đấy, cổ thân trong cái lứa tuổi 17 đang phơi phới thì bị tai nạn. Là em vẫn phải kiễng à? Khi mà em ấy có thể đi này thì được thời gian gần đây hả chị? Thì, mấy năm rồi. Mấy năm rồi à? Tức là cũng đã khoảng 10 năm trước rồi. 10 năm trước là bị tai nạn. Thế sau đó là Thành sống thực vật. Sống thực vật ở khoảng mấy năm chị nhỉ? Hay bao lâu? Hơn một năm tỉnh lại thì mới bắt đầu. Thì khoảng 8 khoảng 8 năm gần đây thì mới có thể là đi lại kiểu như này. Và làm quen với cái xe lăn. Không, thực ra thì như này thì là cũng là có nhận thức được rồi, là cũng biết rồi, cũng. Nhưng mà nóng cũng dám phá hết đồ rồi. Thế ạ. Nóng lắm, thật sự là gì thì là phá hết đồ, phá hết, phá hết. Thế ạ. Còn nữa thì bây giờ TV không có được xem. Ừ. TV là cũng đập rồi. Nó ngồi ngồi này xem nó khăn nóng lên, nó ném một phát là màn hình nổ là đi thôi. Sao mà nóng, mình nói cái gì hay là tự? Không, có lúc tự nó đang ấy. Xong là có lúc thì nó bảo mình làm cái gì làm không kịp thì nó. Ừ. Đấy, có lúc thì nó khăn nóng, nó khăn xem, nó khăn ném cái điều khiển một phát này. Cái này là cũng là đi nhanh mà. Không có tivi mà xem ấy. Lúc trước vớ một cái xong là đi mua một cái nữa về sau lại vớ cháu uống nước đi. Uống nước đi cháu. Thế lại đây đây đây. Cái màn 4 triệu về xem được 1 năm lại vớ tiếp. Vâng. Từ từ nhá. Bởi vì là cái xem nào. Em thích đồng hồ đúng không? Thì để anh xem. Đợi anh một chút nhá. Đợi anh xem. Alo, Phú à, anh bảo này, cái đồng hồ của em ấy trị giá bao nhiêu?
gần 10 triệu cả. À ừ, bởi vì là cái cậu này cậu ấy cứ thích xin cái đồng hồ của anh ấy, mà cái đồng hồ của anh lại là đồ kỷ niệm một người khác tặng, thế bây giờ thì không thể tặng được. Hay là như này đi, em để lại cho anh cái đồng hồ của em, xong đầu về thì anh sẽ mua đền cho cái khác, xong một tí nữa thì em đi vào trong này em đưa cái đồng hồ của em coi như một món quà bất ngờ cho cậu ấy nhá. Ừ, ok, thế nhá. Ngoài tự đẩy xe này và đi được tập đi trên cái này thì bạn ấy còn làm được cái gì khác không chị? Không làm được cái gì, coi như là vệ sinh cá nhân là mẹ hết. À. Tắm gội này, đi ngoài các thứ mẹ hết, quần áo các thứ, cơm xúc. Nó không xúc được nhưng mà nó run tay ấy, nó rơi vãi ra ngoài. Thế là cái câu chuyện của bạn ấy là như thế nào chị nhỉ? Tức là ngày xưa là bình thường đúng không? Bình thường đi học đẹp trai gì chữ đẹp, học chữ đẹp lắm ấy. Nhưng mà về bị một phát là không biết mỗi gì, như chết lâm sàng mà coi như là dập não, mà mới đầu dập não. Thế là đi viện mấy tháng trời về nó mấy đấy căng uống nước à, đi xe à. Nhưng mà ngày đấy là bị tai nạn, như là có giàu có uống rượu không hay là như thế nào, hay đâm ai đâm vào mình hay mình nó không đâm... nó khắc ngã thôi, khắc đi ngã. Đêm à, thì chị bây giờ chị công việc chính của nhà mình là làm gì nhỉ? Chị cũng ở nhà chăn nuôi này, trồng trọt ấy. Thế còn anh à... anh cũng có ở nhà thôi, tính với mình là không đi làm không được, quay ở nhà làm ruộng nữa, thứ trồng trọt. Đây, Thiên Phú, sau khi biết được là bạn ấy thích một cái đồng hồ thì... Đây nào, đây nào. Lấy ghế cho anh ngồi đi con. Lấy ghế cho anh ngồi đi con. Thích cái này không? Thế phụ tặng anh nhá. Chào tay nhá. Ok, nào tay ra đây nào. Tay kia nó không duỗi được. Không duỗi được à? Lúc nằm tối nằm ngủ nó duỗi ra nhá. Duỗi ra mềm nhũn hết. Nhưng mà đến lúc ngồi lên mà phát nó những cái thần kinh nó căng kéo ấy. Không vào được. Phải cố đeo vào thằng này. Có. Vậy. Em ấy không duỗi được nhưng mình thì giúp bao giúp em ấy được. Họ lấy cho về sau nó được hết. Thế à? Nó nóng là nó quăng hết thôi. Có người về xong là thấy xong là lấy cho này không, có lúc là đi cũng gửi về cho nó nhưng mà nó quăng hết. Cảm ơn đấy, cảm ơn. Thế là tốt rồi. Ngồi uống nước cháu. Vâng ạ, cháu cô. Đấy. Cháu uống mấy người chén nước đi cháu ơi. Bây giờ nó nhận thức được rồi, nó bạn nó nhớ, đi xe nào nó cũng nhớ hết. Thôi nó không nói ra với lại không ấy được, xong là cái đầu nó không chuẩn thôi. Thì bây giờ là chắc là vui này, đúng không? Mới có quà thì đang vui này. Nó vui đấy, nó không... À, lấy ghế cho cho bạn quay phim ngồi đấy. À, thì là bây giờ chị muốn là có một cái trung tâm nào đấy có thể tiếp nhận bạn ý, đúng không? Vâng. Thì có thể là sẽ liên hệ theo chị cho cái số điện thoại vừa rồi à? Đúng không? Nếu mà có trung tâm nào mà nhận nó để nó đi vào những cái môi trường để những người mình cùng mình xong có người chăm sóc các thứ nó khi non đỡ dần. Cứ ở nhà nơi này là mình chẳng ấy làm gì mà cho nó khỏi được. Bảo tập thì nó tập chán rồi lại đi chơi. Thuốc thì bây giờ không có thuốc gì uống, biết uống cái gì đâu. Nhưng mà đi chơi là bây giờ là bạn đi tự đi xuống đường, tự đi, đi đâu thì đi. Đi một lúc chán lại về. Lại tự về. Ừ, đi xuống tận trường học dưới này nó mà thế làng dưới kia đi chơi nhá. Đi chơi ừ. Nhá. À, Thiên Phú mới tôi sẽ đưa đi chơi xem mà muốn đi đâu nào, đi về đi hướng nào, đi đây à, đường nào đi làm gì ở đây uống nước, rồi bảo các anh ở đây uống nước đi, đi chơi làm gì, mời các anh uống nước đi, mời các anh uống nước nào. Uống nước thì uống như nào, mời như nào? Nào uống nước. Đây. À, anh uống nước này. Có uống được không? Bạn ấy uống được không hả chị? Uống được nhưng mà ấy nó... Ui, cẩn thận nhá. Trước ngày đòi lấy vợ. À, đòi lấy vợ á?
Nhắc đến vợ cười, bây giờ nhận thức được. Má xem trên điện cẩn thận thoại. Nóng ấy. Xem trên điện thoại đứa xấu nó không cưng đâu nha, nó phải đứa xinh. Biết hết mà. Lại còn muốn xinh à? Này thế bây giờ là xem có bạn nào theo dõi clip này mà thấy phù hợp muốn về chăm sóc em đúng không? Một bạn gái nhá. Thì liên hệ với em kiểu gì? Là có điện thoại à? Điện thoại của mẹ à? Nó cũng có điện thoại mà. À, thế số em là gì đâu, điện thoại đâu? Anh xem nào. Đập đi bao nhiêu cái điện thoại rồi ý. À. Nóng nóng là đập hết. Không còn một cái gì ở nhà ấy. Ta thử bấm số của anh xem nha. Đấy, xong rồi em là dùng Zalo đúng không? Có dùng Zalo không? Đúng không? Đấy. Thì để xem là có bạn gái nào mà ưng thì biết đâu là năm sau lại lấy vợ. Thích không? Lấy vợ nhớ mời anh nhá. Được. Chị có dịch được không? Cái gì? Nhà anh ở đâu? À, anh ở Hà Nội. Hà Nội. Ở Hà Nội hết. Đấy. Đây, của em đây. Thực ra ngày hôm nay thì bọn em đi qua thì cũng bất ngờ khi thấy em ở đường, thì nó cũng là một cái cơ duyên. Thì cái này có lẽ là cơ duyên của Thiên Phú nhiều hơn, bởi Phú lái xe, Phú nhìn thấy, Phú muốn tìm hiểu em, tìm hiểu hoàn cảnh của em và giúp đỡ. Thì hiện nay sau khi nắm được tình hình thì có lẽ là cái sự giúp đỡ đầu tiên đó là tặng cho em một món quà. Đấy, để em vui vẻ ngày đầu xuân năm mới. Còn những cái nguyện vọng của em là em muốn có người yêu đúng không? Còn chị muốn em vào một trung tâm. Thì em biết ở trung tâm đấy lại có những người mà cũng cùng hoàn cảnh, nhưng mà cậu lại không thích cùng hoàn cảnh à? Nhờ? Lại muốn là phải xinh đẹp à? Muốn xinh à? Khôn thế. Anh cũng muốn thế mà anh còn chưa được cái này. Đấy. Xấu hổ. Đấy thì nói chung là mọi người cũng biết được cái nguyện vọng của em rồi. Thì bây giờ là để xem là bởi vì mình cứ ở cái khu này thì ít người biết thì cũng khó giúp đỡ được. Biết đâu khi mà đưa lên thì rất nhiều người ở khắp nơi họ biết thì họ có thể giúp đỡ. Đấy. Thì anh cũng hy vọng là một ngày nào đấy đám cưới thì nhớ mời anh nhá. Đến ăn kẹo nhá. Chị có số em rồi đấy, em vừa nhắn cho chị đấy nhá. Thôi thì tới đây chắc em cũng xin phép em, bọn em đi tiếp. Thì có gì như nào thì em sẽ liên hệ với chị sau nhá. Con thích đi không? Thích đi ạ. Nhà này là muốn đi đi theo đoàn rồi, nhưng mà bây giờ làm sao mà đi được. Đấy. Thôi anh ở nhà giữ sức khỏe thôi. Còn em còn phải đi làm nữa. À, anh muốn đi chơi hả? Bây giờ phải đi rồi. Hẹn anh gì khác nhá. Ê, ui dồi, tình cảm ghê. Ôm ý. Sớm lấy vợ anh nhá. Mới nhớ mời thầy trò ăn kẹo đấy. Cũng tình cảm ấy chứ, nhờ hơi cục tính nhưng mà tình cảm ha. Phải đi rồi, anh phải lại giữ sức khỏe nhá. Nó không nóng, nó kiểu dạng có lúc nó chập lên thì nó mới ấy không thì nó... Chào tạm biệt. Anh đi nhá. Chào em và lại giữ sức khỏe. Quay lại vào nhà uống nước nha, chào. Vâng, vâng ạ. Với con anh đi nhá.